Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết. Xin chào chị Hồng Giao. Hai hôm nay nhiều tỉnh thành ở Nam Bộ đã có mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng. Còn ở Cần Thơ thì sáng ra trời đã đỡ nóng bức hơn nhưng mà mưa thì vẫn chưa thấy đâu. Không biết là khả năng ngày mai có mưa không ạ? Dạ vâng, xin chào quý vị khán giả thân mến. Nhìn trên bản đồ mưa này thì có thể thấy là chiều mai một nửa khu vực ở Nam Bộ sẽ có mưa dông. Nơi dễ xảy ra mưa nhất là tại Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, dọc biên giới Tây Nam và ven biển ở khu vực miền Tây Nam Bộ, trong đó có cả Cần Thơ. Quý vị cần đề phòng về lốc sét, gió giật và mưa đá đi kèm, rất là nguy hiểm trong thời kỳ này. Mưa dông nếu có là sẽ xuất hiện về chiều, còn trong buổi sáng và trưa mai ở Cần Thơ cũng như là toàn khu vực Nam Bộ sẽ nắng nhiều. Sau khoảng 9 đến 10 giờ sáng thì trời sẽ nóng, nhưng mà cường độ nắng có phần giảm hơn so với ngày hôm nay. Trưa mai ở khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ không nơi nào lên đến 37 độ C, mà hầu hết đều là ở ngưỡng 35, 36 độ C. Còn sang đến khu vực miền Tây Nam Bộ thì nắng nóng chỉ diễn ra tại Trà Vinh, Vĩnh Long, Cao Lãnh và Châu Đốc. Các nơi khác cũng giảm hơn, còn khoảng 34 độ C. Trời còn nóng thì nhu cầu sử dụng điện vẫn còn nhiều. Quạt điện là một thiết bị gia dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhất là vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên thì không ít người vẫn mắc phải sai lầm khi mà sử dụng quạt, như là bật số thật to hoặc là không rút điện khi sử dụng xong. Để tiết kiệm điện thì quý vị lưu ý đó là chúng ta bật quạt với tốc độ trung bình và công suất vừa đủ, và hẹn giờ bật tắt quạt khi mà dùng qua đêm và rút vít cắm khi mà không sử dụng đến. Ngoài đảo Phú Quốc ngày mai thì ban ngày trời vẫn nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất buổi trưa 33 độ C. Sau đó khoảng 5 giờ chiều thì sẽ chuyển mưa dông, trời dịu mát, giảm xuống còn 28 độ C. Xin được chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Ở các vùng biển phía Nam, từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Kiên Giang vẫn rất tốt, mưa chỉ xảy ra vài nơi, gió nhẹ, biển êm, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.